Ok. Được không? Không có vấn đề gì à. No, no, no problem. Ok. Yeah. Con không biết nếu Have the experience có thể nghiệm here. nghe, You hear nếu quý correct, vị right? có nghe đúng phải không? You hear correct, Quý right? vị không biết là có nghe đúng phải không? I don't know Con không biết Deutsch là quý vị nói tiếng Đức hay gì or vậy? here in my Tiếng Ba place. Lan. Deutsch? Quý vị nói tiếng Holland? gì, tiếng Đức hay tiếng Ba Lan? You translate for Dịch me, cho please. ông ta đi. Ông ta nói là ông ta không chắc đây có phải là đúng chỗ không? Nếu ông ta đã chọn rồi, ý ông ta là đây có phải là chân sư phải không? Không, vậy thì cái gì? Có phải là con đường đúng cho ông không? Vì ông ta muốn hỏi sư phụ, ông ta cái gì? Là một con đường khác, ông ta muốn, vậy ai bảo ông ta tới đây? Chuyện này lúc nào cũng xảy ra cho những người hay đi chọn hàng nhiều quá, giải thích cho ông ta. Rồi quý vị hoang mang. Quý vị nên tự hỏi xem là mình có đủ thành tâm hay không. Nếu quý vị thật sự thành tâm thì đây là con đường cho quý vị. Nếu nghi ngờ có nghĩa là quý vị không đủ thành tâm. Quý vị có thể dùng máy vi âm. Quý vị nói tiếng gì? Ba Lan. Ba Lan được. Chỉ khi nào chúng ta thật sự thành tâm, Thượng Đế mới đem đến cho chúng ta con đường thích hợp nhất. Nói với ông ta, đừng có hỏi là vị thầy tốt hay không tốt, mà chỉ hỏi là học trò có tốt hay không mà thôi. Khi mà chúng ta chưa sẵn sàng, khi mà chưa thành tâm thật sự tìm kiếm đấng tối cao, thì chúng ta sẽ gặp những vị thầy đủ loại đẳng cấp, nhưng không phải là người cao nhất, cho nên câu hỏi là do ở mình. Cho tới khi quý vị biết mình thật tình tìm đấng tối cao, hay tìm lực lượng thần thông, hoặc tìm vì sự tò mò. Sao không nói lớn lên? Có ai dịch tiếng Ba Lan không? Được, như vậy tốt. Hiểu rõ chưa? Còn muốn hỏi gì nữa không? Được, cứ từ từ nhé. Bảo ông ta cứ từ từ. Và tự hỏi lòng mình. Tôi biết chắc chắn là quý vị đang đi đúng đường. Nhưng sự chắc chắn của tôi không thể giúp ích quý vị nếu quý vị không chắc chắn. Phải, nếu quý vị có thể tin tôi nhân danh Thượng Đế 100% rằng quý vị đang trên con đường tốt nhất. Nhưng chính quý vị phải tin mình mới được. Tin vào trực giác, trí huệ và lòng thành của mình. Rồi quý vị sẽ biết nó đúng hay sai. Còn câu hỏi nào nữa không? Được, câu hỏi mới. Chúng ta không cho người khác đụng mình. Không phải là không được. Chỉ vì bây giờ quý vị đã câu thông được với lực lượng của đấng tối cao rồi. Nếu quý vị đi lại người khác và xin họ gia trì cho mình, tức là quý vị hạ đẳng cấp của mình, chỉ có vậy thôi. Ngoài ra, trong cuộc sống hàng ngày, người ta đụng mình, ôm mình, làm sao quý vị tránh được? Bây giờ hiểu chưa? Chỉ có vậy thôi. Vì vậy, đừng hạ mình xuống và cầu xin bất cứ sự gia trì nào của bất cứ người nào khác, ngoại trừ thầy của mình. Hiểu không? Cảm ơn sư phụ.
Con làm công việc xoa bóp. Được, không sao. Quý vị niệm năm hồng danh. Rồi quý vị có sự gia trì cho bệnh nhân. Và đồng thời cho cả chính mình luôn. Cảm ơn sư phụ. Có thông dịch không vậy? Dạ, ở đây. Bà ấy hỏi là bà ấy có thể làm việc với bệnh nhân không? Dĩ nhiên, sao lại không? Như làm nghề đấm bóp? Không. Vậy thì cái gì? Chữa trị bằng linh lực. Khí. Bà ấy sờ bệnh nhân, khám bắp thịt hay gì đó. Bà ấy khám xét bắp thịt, bà ấy chỉ sờ thôi. Được, làm được. Dĩ nhiên nếu là một bác sĩ, nhiều khi quý vị phải đụng bệnh nhân để xem có phải là phản ứng của bắp thịt hay mạch nhảy và tim đập, như vậy được. Đừng có phức tạp quá. Việc của mình làm. Nếu không, tôi không thể nào trả tiền sinh sống cho quý vị. Nếu ai cũng đổi công việc, cái đó được. Ý tôi nói đụng người khác là quý vị đừng có đi van xin người ta gia trì cho mình, hiểu không? Bất cứ thầy tu nào sẽ gia trì quý vị hay họ để cát và đồ vật như thế này ở bên Ấn Độ, quý vị biết không? Bất cứ loại người nào, đừng hạ đẳng cấp của mình. Bởi vì bây giờ quý vị là con cái của Thượng Đế, quý vị đã được chấp nhận vào ngôi vị cao nhất trong thiên quốc. Quý vị không nên đi xin bất cứ sự gia trì nào ở đẳng cấp thấp cả. Chỉ có vậy thôi. Ngoài ra, công việc quý vị nên làm và vợ quý vị nên ôm ấp. Chồng, con quý vị nên ôm ấp và tự mình sống cuộc đời bình thường. Có phải đó là điều quý vị lo lắng không? Không sao cả. Phải điều đó tốt, không sao cả. Xin nói. Thưa sư phụ, con mới thọ pháp. Con đọc trong sách sư phụ, thấy người ta có thể nghiệm trong lúc truyền tâm ấn. Nhưng con không cảm thấy được gì hết sau buổi truyền tâm ấn chiều nay. Quý vị không cảm thấy gì sao? Có lẽ quý vị kỳ vọng quá nhiều hoặc quý vị đang ngủ. Quý vị thường hay dạy dỗ người ta đến đây làm học trò nên không quen. Rồi ngồi suy nghĩ nhiều thứ. Thói quen khó sửa, phải không? Đối với những người có thần thông hoặc đã đọc nhiều sách vở, cần phải có kiên nhẫn. Phải mất một thời gian rồi mọi việc trở nên tốt hơn. Con có khó khăn về việc tập trung trên mắt trí huệ, đầu óc con. Tôi biết điều này rất khó. Nhưng đừng có nói là không được, dần dần sẽ tốt đẹp hơn. Hãy kiên nhẫn hơn, hãy thư giãn. Khi là một người thầy thì hãy là một người thầy. Đó là thiền tông. Trong hiện tại thay vì quá khứ hay tương lai, khi quý vị là thầy thì là thầy, khi quý vị là học trò thì hãy làm học trò. Như vậy vui hơn. Tại sao lúc nào cũng là thầy? Chán chết. Hãy nghĩ như vậy thì sẽ không bị mất mặt. Rồi sự việc sẽ không phức tạp. Thân thể và đầu óc sẽ không phấn đấu quá nhiều. Khi ngừng phấn đấu, quý vị có thể tập trung một cách dễ dàng hơn. Bây giờ quý vị biết cái mẹo này rồi chứ? Lúc nãy khi con đang học pháp môn Quán Âm, họ bảo con thiền ánh sáng trước khi Quán Âm. Như vậy có phải là có thể quán âm thanh sau một vài giờ sau khi đã quán ánh sáng không? Cũng được. Quý vị có thể quán ánh sáng và âm thanh cách nhau. Nhưng bởi vì chúng ta không niệm năm câu trong lúc quán âm, tốt nhất là tập trung và niệm năm câu trước một hồi. Điều này là để bảo vệ từ trường của chúng ta khỏi bị lực lượng phủ định quấy phá từ những linh hồn lai vãng chung quanh. Sau đó quý vị mới có thể làm quán âm. Cách này tốt hơn. Quý vị không cần phải lúc nào cũng thiền ánh sáng ngay sau khi thiền âm thanh hay là ngược lại.
Chỉ thấy quý vị tôi cũng hơi run rồi. Quý vị hiểu không? Dạ hiểu, cảm ơn sư phụ. Năm hồng danh có thể giúp rửa sạch lực lượng phủ định xung quanh chúng ta. Và giúp chúng ta tập trung một cách nhanh chóng hơn. Vì vậy, trước khi quý vị làm quán âm, hãy niệm năm hồng danh. Như vậy, sẽ nghe âm thanh lớn hơn và tập trung tốt hơn. Khoảng 10 hay 15 phút là đủ rồi. Thưa sư phụ, nhiều khi con phải dùng thuốc bắc ở nơi con làm việc. Nhưng một vài loại có thành phần động vật. Như vậy có được dùng cho những bệnh nhân không? Được, quý vị có thể cho những người không thọ pháp. Họ sẽ thưa quý vị nếu quý vị không cho họ thuốc. Họ sẽ chất vấn tại sao quý vị không cho họ thuốc, hiểu không? Giả sử quý vị là dược sĩ hay đông y sĩ, họ sẽ thưa quý vị nếu quý vị không cho thuốc. Hãy làm nhiệm vụ của mình, nó khác với việc giết những con vật để kiếm tiền hay thỏa mãn khẩu vị của mình. Thuốc đó không phải để cho chúng ta dùng, mà là cho người khác. Đây là điều họ muốn, chúng ta không thể làm gì được hết. Có nghĩa là họ dùng được, miễn là chúng ta không dùng. Đừng dùng thuốc đó và cũng đừng cho đồng tu dùng. Quý vị cũng có thể khuyến cáo những bệnh nhân của quý vị. Có một loại thuốc công hiệu như nhau, mà trong đó không có những thành phần động vật. Nếu quý vị dùng nó, quý vị sẽ không tạo nhiều sát nghiệp. Tôi sẽ đưa cho quý vị nếu quý vị muốn, thí dụ như vậy. Nếu họ không muốn, quý vị có thể cho họ thứ khác. Cảm ơn sư phụ, không có chi. Con chỉ có âm thanh mà không có ánh sáng. Quý vị nghe được âm thanh? Dạ, được rồi, còn hơn là không có gì. Có thể quý vị mù, nhưng quý vị không điếc. Tiếp tục cố gắng nhé, tập trung thêm tí nữa. Quý vị làm gì? Hiện giờ con không có việc, con đang đi học. Lúc trước con làm nhà hàng, nhưng bây giờ không làm nữa. Có thể quý vị tập trung không được tốt lắm. Bởi vậy, tôi dạy quý vị hai phương pháp. Thường thường những vị thầy chỉ dạy quán ánh sáng thôi. Chỉ khi nào sự tập trung của họ đã được định thì họ sẽ nghe được âm thanh. Nhưng ở đây tôi cho quý vị mọi thứ, ngay cả việc quý vị tập trung. Vì vậy mà quý vị nghe được âm thanh, hiểu không? Tôi làm vậy để cứu quý vị, nếu không có thể rất nhiều kiếp. Quý vị mới tập trung đủ để nghe âm thanh. Con nghĩ 2 tiếng rưỡi sẽ không đủ. Con thiền thêm nhưng nó cũng vẫn như vậy. Được rồi, không sao, quý vị không tệ lắm đâu. Cảm ơn sư phụ. Không phải quý vị không thành tâm, chỉ hơi bận rộn chút thôi. Đầu óc quý vị quá bận rộn với học vấn. Con còn một vấn đề nữa. Con học cái gì cũng chậm, không biết tại sao. Sư phản ứng chậm. Dạ, phản ứng chậm. Vậy thì quý vị nên học võ. Quý vị sẽ học phản ứng nhanh hơn khi có người đánh quý vị. Được rồi, quý vị sanh ra như vậy mà. Có người phát triển lý trí nhiều hơn. Họ tiếp xúc nhiều với những công việc của thế giới. Vì vậy, họ phản ứng nhanh hơn. Có lẽ kiếp trước quý vị là thầy tu và không làm gì nhiều, ngày nào cũng chỉ niệm chú. Cho nên không nhanh nhẹn như họ. Không sao, tại sao lại muốn đi nhanh vậy? Trước sau gì chúng ta cũng sẽ bỏ cái thế giới này, đâu cần chi phải nhanh hay chậm. Chỉ cần làm đủ tiền để sống thôi. Cảm ơn sư phụ, không có chi. Đừng có vội đi. Khi quán ánh sáng, chúng ta phải tập trung trên mắt trí huệ và niệm năm câu. Nhưng nếu không thể làm cả hai thứ cùng một lúc, chẳng hạn như quên năm câu khi đang tập trung trên mắt trí huệ hay ngược lại, vậy chúng ta chọn cái nào? Nếu chúng ta chỉ có thể tập trung một thứ, như vậy chọn cái nào? Cần thực hành thêm. Nhưng quý vị không cần phải niệm năm câu thường xuyên, hiểu không? Tập trung sự chú ý và lâu lâu niệm một câu. Cứ vài phút lại niệm một hàm danh thì cũng không khó lắm đâu. Càng thiền ít thì càng nhiều câu hỏi. Càng thiền nhiều thì càng ít câu hỏi. Đó là kinh nghiệm của tôi, cũng như kinh nghiệm của mọi người khác. Đôi khi đó chỉ là những gì chúng ta biết hồi trước. Như những gì chúng ta biết hôm nay ở lúc thọ pháp đều khác. Cho nên đầu óc chúng ta, máy điện tử này không muốn chấp nhận.
Nó nói, chà, tôi nghe khác, tôi biết khác. Hôm nay anh nói khác, sao vậy? Cho nên chúng ta có vấn đề. Nhưng rồi sau đó không còn nữa. Valerie đâu? Cô ta có đây không? Valerie kể cho tôi biết là khi cô ta mới thọ tâm ấn. Nếu tôi nói sai thì quý vị sửa lại nhé. Cô ta nói với tôi là lúc trước cô ta tệ lắm. Tôi không biết cô ta tệ như thế nào. Ý cô ta nói là cô ta có nhiều vấn đề và những sự phấn đấu và đủ thứ như mọi người chúng ta tất cả đều có. Phấn đấu, chiến đấu với bên trong của chúng ta. Rồi cũng nóng nảy, phải không? Nhưng càng thiền nhiều, cô càng thiền nhiều hơn. Nhất là đi cộng tu. Và bây giờ cô ta cảm thấy tốt, cô biết mình đã tiến bộ. Thành ra những người mới hãy từ từ nhé. Hãy thiền nhiều hơn rồi quý vị sẽ biết mọi việc. Quý vị không phải hỏi tôi nữa. Nhiều lúc gặp tôi, quý vị chỉ mỉm cười. Hoặc chúng ta ăn hay uống cà phê với nhau. Chúng ta không còn đến để hỏi và để thảo luận nữa. Nhưng chúng ta đến để mà vui với nhau. Phần đông sau một thời gian sẽ trở nên như thế. Không phải tất cả những câu hỏi sẽ được viết lên bảng đen cho quý vị với tất cả câu trả lời trên đó. Mà chỉ là tự nhiên biết. Bên trong quý vị biết, biết bằng trực giác. Và quý vị cảm thấy thỏa mãn và sung sướng. Là quý vị không cần biết. Dầu rằng cả thế giới mở ra trước mặt quý vị không cảm thấy tò mò. Không biết cũng không sao. Đó là lúc quý vị biết. Bởi vậy, những vị thánh thời xưa nói rằng, người biết cũng giống như người vô minh vậy. Người biết không nói, phải không? Không bàn luận và tranh cãi. Người tranh cãi là người không biết. Bây giờ chúng ta vẫn bị mắc vào tiếng tâm, danh vọng. Cho nên chúng ta thật tình gặp nhiều rắc rối. Nhưng sau này tất cả sẽ được sáng tỏ. Nếu không thì tôi là người ngồi ở đây một mình. Và tất cả đệ tử đã chạy lung tung chỗ khác rồi. Quý vị hiểu ý tôi chứ? Không phải sau 10 năm họ vẫn còn dính bên tôi, mà càng ngày càng hạnh phúc, càng ngày càng tin. Đó là bằng chứng, chứ không phải là tôi cho quý vị cái gì. Sư phụ không cho quý vị tiền bạc hoặc giúp đỡ gì. Dĩ nhiên một vài người khi quý vị thật tình gặp rắc rối, thì chúng tôi giúp cũng như giúp bất cứ ai bên ngoài trên thế giới này là con cái của Thượng Đế. Nhưng đó không phải là tôi mua chuộc quý vị bằng đồng tiền hay bất cứ gì. Hiểu ý tôi chứ? Thành ra càng thiền nhiều, quý vị sẽ càng biết chắc về con đường mình đi. Càng ngày càng hạnh phúc hơn và không còn câu hỏi nào nữa. Thật tình là như vậy. Sau vài tháng là đã rất ít câu hỏi rồi. Dù có hỏi đi nữa, quý vị cũng đã biết rồi. Nhiều khi quý vị chỉ muốn tôi để ý đến mình. Phải, chắc chắn là như vậy, nhất là người Tàu. Họ biết rồi mà cứ hỏi để tôi nhìn họ. Ồ, ông X, bà Y ở đó đại khái là như vậy, nhưng họ đã biết. Hiểu ý tôi chứ? Thành ra tôi nghĩ bây giờ quý vị ngồi thiền đi. Lúc này quý vị đang mắc vào đầu óc nhiều quá. Bây giờ tôi nghĩ để cho bầu không khí bớt căng thẳng, tôi đi ra ăn một tí gì, được chứ? Và tiêu hóa năng lực mà quý vị đồng hóa hôm nay. Và gặp lại quý vị tối nay, được không? Dạ. Mới đầu tôi thay đổi, tôi nghĩ rằng trước hết quý vị ngồi thiền với nhau, rồi tối truyền tâm ấn. Nhưng nhiều người đòi hỏi và làm cho tôi bị áp lực bên trong. Tôi nghĩ được rồi, không sao. Cứ để vậy đi. Và không phải chỉ có quý vị mới cảm thấy hơi bất an và bồn chồn khó chịu, tôi cũng vậy. Mỗi lần trước khi thiền quốc tế, hay trước khi tâm ấn và sau khi tâm ấn, ta nói cho quý vị, những người mới tâm ấn biết. Tôi không biết tâm ấn có ý nghĩa gì đối với quý vị hay không.
nhưng rất có ý nghĩa đối với tôi. Không phải quý vị ngồi đó nghe những lời chỉ dạy rồi quý vị vẫn còn dùng dằn bên trong rằng không biết tôi có xứng đáng cho quý vị nhận làm thầy hay không, hoặc buổi tâm ấn này có xứng đáng cho quý vị chấp nhận không. Nó không phải như vậy. Nó là cơ hội hàng triệu năm mới có một lần. Tôi không biết nó có ý nghĩa gì nhiều với quý vị không, nhưng quý vị nên biết. Quý vị nên biết tôi phải làm việc nhiều như thế nào. Trước và sau khi truyền tâm ấn cho quý vị, không phải quý vị chỉ ngồi trên cái mông đẹp đẽ của mình và rồi cứ thắc mắc là có nên ở lại với tôi hay nên đi. Quý vị ở hay đi, đó là vấn đề của quý vị, là sự lựa chọn, là quyền của quý vị. Tôi không có ý cột trói hay giữ quý vị lại hoặc làm bất cứ gì quý vị về thể xác, tinh thần cũng như tâm linh. Tôi chỉ đứng một bên như một người bạn vô điều kiện. Khi nào cần tôi thì quý vị đến. Nếu quý vị quyết định đi thì quý vị đi. Tòa tâm ấn đối với quý vị chỉ có nghĩa là vậy, giống như quý vị đi chợ vậy. Bởi vì đầu óc quý vị quá tệ, không thể nhận ra sự khác biệt giữa kim cương thật và giả. Cho nên quý vị giằng co. Quý vị hỏi quá nhiều những câu hỏi gay gắt mà không hiểu nó có nghĩa gì. Thật sự quý vị không hiểu. Ít nhất vào lúc chết, quý vị sẽ biết. Quý vị sẽ biết tâm ấn có nghĩa gì đối với quý vị. Lúc đó không một ai bên cạnh, không ai có thể đi theo quý vị. Không có tiền bạc nào có thể mua được quyền lực cho quý vị. Không địa vị nào có thể che chở quý vị khỏi ngọn lửa địa ngục. Lúc đó, Minh Sư là người duy nhất đến với quý vị. Lúc đó quý vị sẽ biết, hiểu chưa? Thôi, chúc quý vị ăn ngon. Bất cứ làm gì, quý vị cũng phải làm cho hết lòng. Rồi quý vị sẽ được kết quả trọn vẹn, bằng không thì không được gì cả, hiểu không? Dù đó là lúc thọ tâm ấn, nếu quý vị chỉ ngồi đó và nghĩ đến người thầy cũ, vị Phật quá khứ, hoặc bất cứ gì trong quá khứ, thì quý vị sẽ không được gì ở đây cả. Rồi quý vị hỏi tôi tại sao lại không có. Và quý vị thắc mắc tại sao quý vị tới đây, thắc mắc là con đường này đúng hay sai cho quý vị. Quý vị sẽ tiếp tục hỏi như vậy suốt cả đời mình. Nếu quý vị cứ làm kiểu đó, không ai có thể trả lời cho quý vị đủ được. Thời giờ của quý vị rất quý báu và của tôi cũng vậy. Nếu thời giờ của quý vị không quý báu, nhưng thời giờ của tôi rất quý. Tôi không có thời giờ đi xe buýt và máy bay khắp nơi cho vui. Chỉ tới đây vì quý vị, để quý vị muốn gặp tôi bất cứ lúc nào mình muốn và lượn qua lượn lại và tùy hứng. Làm những gì mình muốn. Rồi đến và than phiền là quý vị không có gì hết. Và quý vị không biết tại sao quý vị đến đây, ngồi đây, tại sao phải làm cái này, cái kia. Quý vị trông chờ tôi làm tất cả cho quý vị. Rồi quý vị không làm gì cả. Dầu chỉ tới đây để ngồi. Chúng tôi tổ chức hết mọi việc. Chứ không phải là quý vị tổ chức. Quý vị không làm gì cả, không có gì phải làm. Nấu ăn cũng có người nấu cho quý vị. Thế mà quý vị cũng không làm dù một trách nhiệm nhỏ. Vậy quý vị nghĩ sao hả? Quý vị nghĩ sao? Quý vị nghĩ như vậy được à? Quý vị nghĩ là quý vị sẽ được Thượng Đế gia trì sao?
Rồi quý vị nghĩ là mình được đủ thứ, rồi tôi phải làm mọi việc. Vậy mà quý vị vẫn chỉ trích. Tôi không có ý nói tất cả quý vị. Tôi biết có những người rất thành tâm, rất thành thật, rất mong mỏi được gặp tôi, cho nên tôi mới đến đây. Quý vị tưởng tôi ngu sao? Tôi bỏ tiền bạc, thời giờ để đến đây chỉ để rầy la người ta, để tức giận hay sao? Đối với quý vị, tôi có điên không? Tôi có điên không hả? Tôi có giống như người không ai muốn hay không có việc gì để làm hay không có sở thích gì hết? Hay tôi thật tình là một người vô ích, vô vọng mà phải tới đây tìm quý vị và la rầy quý vị cho vui? Cho nên trước khi quý vị hỏi, trước khi chỉ trích tôi, trước khi nói với tôi là sự thiền định của quý vị không có kết quả, thì hãy chỉ trích chính mình, kiểm thảo với lòng mình, hiểu không? Coi có rét rến gì bên trong. Nếu không, tôi nhức đầu và quý vị sẽ không được gì cả. Ngày xưa, nếu muốn tìm minh sư, quý vị biết phải làm gì không? Bất kỳ vị thầy nào, đừng nói là minh sư, chỉ là thầy thôi. Thậm chí bây giờ, nếu muốn vào đại học, quý vị vẫn phải trả tiền. Nếu quý vị không trả, thì cha mẹ quý vị trả. Nếu họ không trả trực tiếp, thì họ trả thuế chính phủ, rồi chính phủ trả lương cho thầy giáo. Quý vị phải tới đó ghi danh. Và thi cử này nọ, mất nhiều thời giờ phiền phức. Còn ở đây, tôi cho quý vị tất cả miễn phí từ tiền túi của tôi. Một ly nước quý vị cũng không mời tôi. Vậy mà quý vị chỉ trích ngay. Hỏi đủ thứ rét rến. Quý vị không có một chút lễ phép nào cả. Bởi vậy mà tôi đuổi anh chàng người Tàu ra. Tôi bảo hắn phép tắc ở trình độ mẫu giáo là điều căn bản nhất mà hắn còn không hiểu thì làm sao hắn học được lớp này. Người Trung Hoa có văn hóa cao hơn. Họ biết lề lối cư xử với người lớn tuổi, thầy cô, hiểu không? Trước kia, nếu quý vị muốn đi gặp một người thầy, bất kỳ thầy nào, dù là thầy dạy quý vị ABC, quý vị phải đến với bộ quần áo đẹp nhất, với cử chỉ lễ phép nhất, đi theo cha mẹ đến đó và lại thầy, biếu quà hoặc trà, loại trà ngon nhất mà quý vị có thể mua nổi, hoặc một ít thức ăn, vài loại kẹo bánh gì đó, và một bao thư trong đó có tiền. Không phải là người thầy đòi hỏi gì ở quý vị, mà đó chỉ là phép lịch sự. Quý vị hiểu không? Để người thầy nhận quý vị và dạy quý vị với hết khả năng của họ. Chứ đâu phải cái kiểu quý vị tới nhận một vị thầy như vậy. Vậy mà còn ngồi đó nói bậy bạ nữa chứ. Nói như là quý vị biết nhiều hơn ai hết. Tôi có phải là người ăn mày đến đây và xin quý vị cái gì không? Quý vị tự bán rẻ mình, có hiểu không? Cách quý vị bán rẻ thầy của mình, tức là quý vị rẻ mạt, quý vị vô giáo dục. Quý vị làm tổn thương tôi khi nhìn những người như vậy là đệ tử của mình. Nếu quý vị biết quá nhiều, rất nhiều điều thì tại sao đến đây làm gì và quấy rầy tôi, làm phí thời giờ của tôi? Nếu quý vị biết có chỗ khác tốt hơn, sao không đi đến đó? Ai bảo quý vị đến đây? Không phải tôi. Tôi không hề biết quý vị. Tôi buông bỏ tất cả, đem hết thời giờ, sức lực và cả tiền bạc nữa để phục vụ cho quý vị. Có ích lợi gì không? Quý vị nói đi. Tôi phải làm sao? Quý vị nói tôi không tới gặp quý vị, không dạy quý vị, không dành thời giờ cho quý vị. Tôi phải làm sao đây? Chỉ có 3 ngày tôi ở đây và quý vị đợi tới giờ phút cuối cùng mới đến. Tôi muốn truyền tâm ấn sáng nay mà không làm được vì không có quý vị nào ở đây. Đa số quý vị vào phút cuối mới tới và ra về trước hết. Tôi phải cho quý vị bao nhiêu thời giờ nữa đây? Tôi đã cống hiến hết rồi, nhưng thời giờ của tôi phải tùy thuộc vào thời giờ quý vị. Thậm chí có chút thời giờ ở khoảng giữa, quý vị ở ngoài kia nói chuyện, uống cà phê, làm chuyện gì khác hay chơi trò con nít.
Quý vị không cảm kích thời giờ và sự cố gắng của tôi. Tôi đến để làm gì? Lo mọi việc cho quý vị để làm chi? Bây giờ quý vị hiểu chưa? Hiểu hay không? Quý vị cứ hỏi tôi, sao không đến với chúng con? Sao không ở lại lâu hơn? Tôi phải làm sao đây? Ngồi đây một mình hả? Nói chuyện một mình hay sao? Đây không phải là lần đầu, không phải là lần duy nhất sự việc xảy ra như vậy. Luôn luôn có người như vậy. Lúc nào cũng có người nào đó. Dĩ nhiên tôi có tất cả sự kiên nhẫn ở thế giới, nhưng có lợi cho quý vị không? Nếu tôi bán rẻ mình như vậy, thậm chí nếu tôi hạ mình, hành động, làm việc theo sự yêu cầu và thời giờ của quý vị, không phải thời giờ của tôi. Có lợi gì cho quý vị không? Nếu lợi thì tôi sẵn lòng. Nhưng quý vị biết đó, đâu phải lúc nào cũng có lợi. Nếu tôi có thể tự sát ngay bây giờ cho quý vị hiểu, và nó có lợi cho quý vị, thì tôi sẽ làm. Tôi chỉ thấy không có gì giúp ích quý vị. Quý vị cứng như đá. Xin lỗi những người đã hiểu, những người đã phát triển rồi. Nhưng tôi phải nói cho những người khác, hiểu không? Xin lỗi nếu chuyện này không liên hệ tới quý vị, nhưng quý vị phải hiểu địa vị của tôi. Nếu tôi không nói, không bao giờ họ hiểu. Nếu tôi đối xử với họ một cách khiêm tốn, tử tế, họ sẽ coi thường giáo lý tốt của tôi, rồi vứt ra cửa sổ, quý vị hiểu không? Và không có gì tốt cho họ cả, không có gì tốt cho họ hết. Không phải là tôi khiêm tốn, tôi bỏ thời giờ của tôi, đi theo họ, thì họ sẽ hiểu. Có những người tôi càng hạ mình, thì họ càng trở nên cao ngạo. Họ tưởng tôi muốn cái gì của họ. Thật là tức cười. Giống như nếu mình đem một người ăn mày, nghèo, đói, lạnh vô nhà mình, cho họ đồ ăn, chỗ nghỉ, không hỏi họ là ai từ đâu tới, biết rằng họ không có gì cả, họ không có nhà ở. Quý vị biết chắc như vậy, nhưng kẻ ăn mày trái lại, họ nghi ngờ lòng tốt của mình. Thắc mắc không biết người chủ của căn nhà giàu có kia muốn cái gì của họ, có lẽ muốn lấy miếng vải rách, quần áo rách của họ, đại khái là như thế. Thật là tức cười hết sức. Tôi đã chiều lòng tất cả mọi người rồi. Thiền bế quan đã định, quý vị muốn nó, không phải tôi muốn. Tôi không thích đến đây, thành phố Hamburg không có gì hấp dẫn đối với tôi. Nhưng vì quý vị đã chọn một nơi, bất cứ nơi nào quý vị muốn, nên tôi đến với quý vị. Tôi cũng phải đi xa, không phải chỉ quý vị. Tôi phải chuẩn bị đủ mọi thứ cho quý vị, tôi phải đọc sách đến thật khuya. Để xem bây giờ có chuyện gì mà tôi không biết hiện đang xảy ra tại thế giới trong lúc này. Để có thể nói theo sự hiểu biết của quý vị, theo những gì quý vị biết trong lúc này. Để tôi có thể dập tan ảo tưởng của quý vị, để giúp quý vị hiểu. Tôi hy sinh tất cả, tôi không màng, nhưng chỉ một chút thời giờ. Chỉ một chút việc nhỏ quý vị phải làm mà quý vị không chịu làm. Tôi xin lỗi đối với những người tu hành chăm chỉ và rất là lịch sự. Tôi không có ý nói quý vị. Nhưng vì quý vị cũng ngồi đây, thì quý vị nghe chung. Có lẽ cũng tốt để sau này quý vị giải thích cho những ai than phiền nhé. Không phải để quý vị buồn, mà để quý vị hiểu là có những trường hợp như vậy. Tôi luôn luôn gặp những chuyện này. Không phải đây là lần đầu. Nhưng lúc nào tôi cũng bỏ qua. Và cho những người rất thành tâm, tôi lại luôn luôn phải đập đầu lần nữa, rồi làm đi làm lại tất cả. Nhưng nhiều khi có giới hạn, tôi phải cho quý vị biết. Nếu quý vị nghĩ tôi không tốt thì cứ đi. Quý vị đừng ở đây thảy bụi tùm lum trong không khí.
Đáng lẽ hôm nay không phải là ngày truyền tâm ấn, vì ngày truyền tâm ấn có rất nhiều rác rến, rất nhiều nghiệp chướng mà ta phải chịu đựng trước, sau và trong khi tâm ấn. Bởi thế nên không thuận tiện tâm ấn vào lúc thiền bế quan. Nhưng vì quý vị yêu cầu và tôi không ở đây thường, nên tôi cho quý vị được thọ tâm ấn hôm nay. Nhưng điều đó không cho phép quý vị được quyền phô trương. Như ta đây là ngon lành, rồi ăn cắp thời giờ của mọi người khác. Hoặc đi lang thang ở ngoài trong khi quý vị đáng lẽ phải ngồi trong đây. 2 tiếng đồng hồ là đủ, phải không? Để ăn uống, nghỉ ngơi và đi phòng vệ sinh này nọ. Chúng ta đang bế quan, biết không? Không phải tới đây để nghỉ hè. Nếu thế thì tôi đã không nói gì hết. Đó là một loại nghỉ hè khác, không sao. Nhưng nếu thật tình muốn gặp tôi, thì quý vị phải có mặt ở đây khi tôi ở đây. Không phải quý vị đứng ngoài và nói đủ thứ chuyện vớ vẩn rồi đầu óc chạy tứ tung. Và khi nào muốn gặp tôi thì quý vị vào đây, rồi những gì tôi nói quý vị cũng không hiểu. Bởi vì quý vị chưa bắt kịp bầu không khí. Quý vị vẫn còn đi lang thang ở ngoài kia, và dù là đã vào đây, đầu óc quý vị hãy còn nghĩ đến đề tài hồi nãy, bất cứ chuyện gì. Cứ nhào vô chiếm chỗ và thời giờ của người khác. Tôi thà để những người này ở ngoài. Nếu họ có nhiều chuyện quan trọng cần phải nói, họ nên ở ngoài nói chuyện, chúng ta không bắt buộc ai hết. Quý vị phải biết mình đến đây để làm gì, và quý vị có bổn phận tiếp tục chương trình của mình, có đúng vậy không? Đây đâu phải là chương trình của tôi. Quý vị nghĩ rằng không kính trọng thầy là mình giỏi hay sao? Không, ngược lại, hiểu không? Người ta sẽ khinh thường quý vị vì thấy quý vị không phép tắc, không có giáo dục. Không biết cái gì là cái gì ở đời này. Thí dụ, Tổng thống Mỹ. Có thể không phải là Tổng thống của quý vị, phải không? Có thể quý vị không đồng ý với những gì ông ta làm ở nước Mỹ, nhưng đó là nước của ông. Người dân bầu ông và ông trở thành tổng thống của họ. Ông ta làm việc hết khả năng, theo sự hiểu biết của ông, phục vụ đất nước của ông. Khi gặp ông ta, quý vị vẫn gọi là ông tổng thống, đúng không? Quý vị kính trọng ông, công việc của ông. Có thể ông ta không giỏi như quý vị mong muốn. Nhưng ông làm hết sức của ông, hiểu không? Ngày nào ông ta còn ngồi trong văn phòng, ngày đó quý vị còn phải kính trọng ông như một vị lãnh đạo quốc gia, hiểu không? Nếu không, quý vị cứ ngồi đó nói xấu về ông tổng thống. Người khác sẽ nghĩ xấu về quý vị. Có một số nguyên tắc ở thế giới này chúng ta phải theo và phải hiểu để mà sống hòa đồng với nhau. Quý vị cứ hỏi tôi tại sao không ra thuyết pháp và cứu nhân loại. Cứu có dễ không? Hôm nay vào lúc tâm ấn quyền năng tối cao của Thượng Đế đã ở đây rồi, đã hiện diện, vậy mà vẫn không đụng nổi tới họ. Chỉ có lửa địa ngục mới có thể đốt được. Quý vị hiểu không? Khó quá. Trái tim con người quá cứng đến nỗi họ ngồi trước sự hiện diện và quyền năng của Thượng Đế mà họ vẫn không động lòng. Tôi nghĩ tới đó mà sợ. Quý vị hiểu không? Tôi thật kinh hoàng khi nghĩ tới con người sao có thể cứng như vậy. Cứng đến nỗi quyền năng tối thượng cũng không thể đụng được họ. Bởi vậy, thế giới mới như vậy. Cho nên đừng hỏi tôi tại sao có chiến tranh, có tai họa, có chém giết chóc. Ông trời đáng thương tội nghiệp phải làm sao? Lực lượng này có thể làm núi lở, làm biển cạn. Có thể làm nguyên cả vũ trụ vỡ tan thành cát bụi, vậy mà vẫn không lay chuyển được con tim của một số người. Thật là đáng sợ. Chúng ta đã thành như vậy.
Quý vị thường yêu cầu tôi đi đây đi đó, nói chuyện với quý vị, ở lại với quý vị, cứu bạn bè, cứu bà con của quý vị, làm việc này, việc kia, việc nọ. Nếu tôi từ chối, quý vị hỏi sư phụ tại sao? Tại sao bà không làm việc của bà? Sao bà không có lòng từ bi và tình thương nhân loại? Họ đã khổ lắm rồi, chẳng hạn như vậy. Ồ, nếu có thể làm được thì tôi đã làm rồi. Nếu Chúa Giêsu làm được, Ngài đã làm xong xuôi rồi. Không cần phải đợi tới lúc chúng ta. Nếu Chúa Giêsu cứu được thế giới thì Ngài đã làm rồi. Nếu Đức Phật cứu được thế giới thì đã không tới phiên tôi, không tới phiên quý vị. Quý vị thấy khó như thế nào không? Bởi vì chúng ta quá hãnh diện, quá ngạo mạn. Chúng ta nghĩ rằng mình biết rất nhiều điều, biết kinh điển này, kinh thánh kia, biết hết những cái đó, chúng ta thuộc lòng tất cả. Rồi chúng ta quá hãnh diện với sự hiểu biết ngu muội của chính mình, rồi cứ tưởng là mình đã biết hết cả rồi. Thế nên khi người nào muốn dạy chúng ta điều gì mới, chúng ta từ chối, hoặc chúng ta bắt lỗi, chúng ta phê bình, để người khác thấy rằng chúng ta hay, chúng ta giỏi, chúng ta biết đủ thứ, chúng ta biết hơn người kia. Chúng ta chỉ tự làm hại mình, cản trở con đường tới bờ tự do của chúng ta và con đường đi đến sự hiểu biết chân thật. Chúng ta chỉ lấy tất cả những sự quảng cáo, làm những điều chân thật, rồi cảm thấy hãnh diện về điều đó. Tình trạng ở thế giới này là như vậy đó. Nên tôi không biết tại sao. Lần nào tôi cũng muốn bỏ chạy, lần nào cũng vậy. Tôi cũng không muốn nói điều gì cả. Ngay cả quý vị, nếu quý vị tu hành một thời gian, quý vị cũng không muốn nói, phải không? Đôi khi tranh luận với người khác mà thấy mệt, đúng không? Sau một thời gian, quý vị thấy không muốn nói, không muốn bàn cãi này nọ, bởi vì quý vị biết không có ích lợi gì. Lối họ nói chuyện và lối quý vị hiểu hoàn toàn khác nhau. Bởi vậy quý vị hiểu hoàn cảnh của tôi hả? Tôi lại càng ít nói, hoặc ít đi ra ngoài cho người ta gặp và này nọ. Nhưng dĩ nhiên tôi làm, nhưng phải mất một thời gian. Tôi phải được bổ sung lại lực lượng hoài hoài để mà tiếp tục. Vì có người lấy rất nhiều, có người lấy một phần đủ cho 1.000 người. Quý vị đâu có biết chuyện đó. Có người cứng quá, nghiệp của họ nặng tới nỗi muốn cho họ, muốn kéo họ lên một chút, phải mất tất cả năng lực đủ để cho 1.000 người. Quý vị có hiểu điều đó không? Quý vị có biết không? Có khi nào cảm thấy có cái gì giống như thế không? Hay thấy như thế trong khi thiền không? Thôi, ngồi thiền, tắt đèn.